Xin chào các bạn, và tôi Nguyễn Tùng Sơn đây. Thì trong video này tôi chia sẻ với các bạn một tin rất là vui. Bởi vì ngày hôm nay mới sáng sớm thức dậy thôi thì ngay lập tức tôi có một click thôi, một click vào cái trang bán hàng của tôi thì tôi được ra ba đơn hàng. Và ba đơn hàng này tổng trị giá là 70 đô la. Tương đương khoảng 1.647.615 đồng tiền Việt Nam đồng. Đó thì các bạn thấy tuyệt vời không nào? Mới sáng sớm thức dậy thôi thì mình đã được là 1.600.000 tiền Việt Nam. Và đặc biệt hơn nữa là cái đơn hàng này thì tôi xuất phát ra là từ free traffic các bạn, có nghĩa là mình không cần phải tốn tiền cho ngân sách quảng cáo để mình chạy ra cái đơn hàng này. Thì trong video này thì tôi chia sẻ với các bạn về cái những cái điều như sau. Đầu tiên là cái ngách mà tôi đang làm, là cái sản phẩm về ngách gì. Số 2 là sản phẩm gì để tôi bán được ra ba sale như vậy chỉ trong một click. Và tiếp theo là cái traffic mà tôi áp dụng cũng như là cái chiến lược mà tôi đã sử dụng trong cái đơn hàng này là cái chiến lược gì. Thì đây các bạn hãy nhìn vào cái tài khoản Clickbank của tôi nhá. Thì tôi bán cái sản phẩm đây mới chỉ ra một click thôi, một nút bấm chuột thôi, nhưng nó ra được tới ba sale, và tổng cái thu nhập của tôi lúc này là 70 đô la. Thì 70 đô la ở trên cái phần mềm này nó tự quy đổi ra là 1.648.000 đồng tiền Việt Nam đồng. Và ở đây thì tôi không có tiền bỏ tiền để chạy quảng cáo, nên là 1.600.000 này là coi như là thu nhập 100% luôn và mình không có tốn tiền cho nó. Thì trong cái sản phẩm này thì tôi chia sẻ với các bạn là cái ngách mà tôi đang kinh doanh á, tôi đang lựa chọn để bán sản phẩm này, đó là tôi lựa chọn cái ngách đó là về cooking, về nấu ăn. Đấy, thì cái ngách ở đây đó là về ngách về cooking trên Clickbank. Và cái sản phẩm mà tôi lựa chọn đây á, là tôi lựa chọn sản phẩm đầu tiên, đó là về sản phẩm về cái thực đơn theo dạng keto. Thì các bạn có thể lên trên search trên mạng trên internet là keto là gì, thì nó cũng có ra về cái thực đơn về keto đó, nó chia sẻ rất là hay. Đấy, thì cái sản phẩm này nó có giá là 24 đô 69 đó. Tuy nhiên khi mà mình upsell lên á, thì họ còn không những chỉ là mua sản phẩm này không, mà họ còn mua thêm nhiều sản phẩm ở đằng sau lên nữa, thì tôi cũng được cái thu nhập từ cái sản phẩm upsell lên được luôn. Đó, thì cái sản phẩm nó sẽ như sau đây. Nếu như chúng ta không có biết sản phẩm nó là gì, chúng ta có phải bấm vào đây này để mình dịch cái trang đi đó, thì để mình có thể hiểu được hơn về cái sản phẩm này nó đang nói về điều gì, tính năng ra làm sao đó. Thì bây giờ là tôi sẽ ghi vào đây cái sản phẩm mà tôi đang lựa chọn, nó là về sản phẩm về keto, thực đơn dạng keto đó. Và cái traffic mà tôi áp dụng trong cái chiến lược ở đây đó là tôi sử dụng về Instagram và free traffic. Nào, các bạn có muốn là mình nó sử dụng cái chiến lược là free traffic không, có nghĩa là mình không có tốn bất kỳ cái ngân sách quảng cáo nào, không cần phải tốn tiền ban đầu, thì mình vẫn có được cái lượng truy cập người ta vào, người ta mua hàng trong cái sản phẩm của mình. Thì các bạn muốn học cái này không nào? Đây, thì bây giờ tôi sử dụng là free traffic. Thì cái cách mà tôi làm sẽ như sau. Đây, thì bây giờ tôi sẽ cho các bạn nhìn thấy cái chiến lược của tôi đang làm. Chiến lược ở đây mà tôi đang làm. Đó, để các bạn sẽ biết được rằng cái cách mà tôi đang làm để tạo được cái đơn hàng này. Thì các bạn có quan tâm không nào? Tôi chia sẻ với các bạn về cách mà tôi đang làm để tạo được 1.648.000 đồng tiền Việt Nam đồng. Hiện tại theo giờ Việt Nam đây, bây giờ nó đang là 1.648.000 đồng ở nhà các bạn. Đó, thì ngồi tại nhà nó có thể kiếm được tiền đô la tại nước ngoài và rất tuyệt vời, và nó gửi về tiền cho mình nha các bạn, thông qua cái việc là mình phải là cái người là mình làm affiliate marketing. Thì nó rất đơn giản thôi. Thì những cái chiến lược mà tôi đang áp dụng với Instagram đây á, đầu tiên đó là mình sử dụng cái chiến lược là follow and follow back. Tức là trên Instagram nó có một cái chế độ á, khi mình follow cái người trong cái ngách thị trường mà mình đang hướng đến, ví dụ cái sản phẩm tôi là sản phẩm về keto, thì tôi mới phát hiện ra đây là cái sản phẩm này có những người mà người ta đang là nữ đi, người ta đang béo phì và người ta đang quan tâm về cái chế độ thực đơn để giảm cân theo hình thức keto. Thì bây giờ tôi follow những cái người này, thì nó có khoảng là 10 đến 20% những người mà tôi follow họ sẽ follow ngược lại tôi. Giả sử tôi follow 1.000 người sẽ có khoảng 200 người follow tôi, thì follow và follow back đó. Và nếu như bây giờ tài khoản của chúng ta là tài khoản mới thì các bạn hãy nên kết bạn từ từ thôi, chậm thôi. Một ngày mình kết bạn khoảng 50 người một ngày thôi, đừng có kết bạn quá nhiều. Thì Instagram nó phát hiện ra và nó nghĩ mình spam và sau đó họ block tài khoản của mình, đúng không nào? Tiếp theo á, là mình cần phải đăng bài lên đều đều đặn. Cứ mỗi ngày thì tôi post lên khoảng 3 cho tới 5 bài viết một ngày. Đó, và đâu đó thì tôi làm cái tài khoản này đâu đó được khoảng tới ngày thứ 4 á, là tôi đã ra được đơn hàng đầu tiên rồi các bạn, từ cái Instagram và Facebook. Đó, và sau đó thì cái chiến lược số 3 ở đây đó là tôi like bài viết của những cái người mà làm chung ngành của tôi, và bên cạnh đó tôi comment vào những cái bài viết của họ. Thì làm sao mình chọn được những cái người làm chung ngành ở đây đó, thì view nhá, bây giờ đây là Instagram đi, thì tôi sẽ thử search trên ở đây đó là từ khóa là keto.
Thì khi mà tôi vừa mới search từ khóa là keto thôi thì tôi ra được rất là nhiều cái kết quả nó trả đây. Rất là nhiều cái kết quả nó nói về keto, đúng không nào? Thì giả sử bây giờ tôi sẽ lựa chọn một vài những cái trang ở phía trên này, lựa chọn một vài cái trang phía trên này và nó đang nói về thực đơn theo dạng keto, giảm cân theo keto. Thì đây, nó một cái trang là 157.000 lượt follower. Đó, hay là cái trang này nó có 41.000 lượt follow. Đó, và nó chia sẻ về thực đơn keto rất là hay các bạn, rất tuyệt vời. Đấy, cái trang này cũng tương tự như vậy, có 100.000 follow. Thì cái chiến lược của tôi đây á là tôi follow những cái người mà đang quan tâm về lĩnh vực keto, và tôi like những cái bài viết của những người này, không, và tôi comment vào những bài viết của họ, được không nào? Thì đó là cái chiến lược. Thì bây giờ tôi phải tìm được những cái người đang làm cùng ngành với tôi đã. Rồi, đây là đối thủ của tôi, được không nào? Thì bây giờ tôi sẽ vào cái phần là những cái bài viết mà họ mới đăng lên này, bài viết họ mới đăng lên. Sau đó thì tôi kéo xuống phía bên dưới tôi xem là những ai đang like bài viết của họ. Thì những người này tôi sẽ follow họ. Tôi sẽ follow những người mà đang like bài viết của họ, và các bạn nhìn thấy không? Đa phần là nữ, đúng không nào? Đa phần là nữ và họ quan tâm cái chế độ thực đơn keto. Thì tôi follow những người này. Follow họ. Bấm vào follow họ. Đó, thì đâu đó sẽ có tỷ lệ phần trăm nó khoảng 10 đến 20% họ follow ngược lại tôi. Đấy, thì đây là cái chiến lược mà tôi đang sử dụng cho cái kênh Instagram mà tôi đang làm về cái sản phẩm là keto. Đó, đấy thì tôi tin chắc rằng khi mà bây giờ cái chiến lược này các bạn cần phải làm đều với nó. Xác định xây dựng một kênh Instagram khoảng 30 ngày, 60 ngày, khoảng 90 ngày, không là bắt bắt đầu là bạn thấy sale nó ra đâu đó khoảng, nếu như bây giờ mình sử dụng free traffic và mình không có tốn tiền quảng cáo thì đâu đó khoảng, nếu như bây giờ mà các bạn làm chậm đi thì có thể là đâu đó khoảng 10 ngày, 20 ngày là các bạn bắt đầu ra sale rồi. Đó, thì cái này tôi nghĩ tin chắc rằng rất là nhanh, đúng không nào? Tôi có học viên của tôi đó là anh Tuấn, thì anh ấy mới học tôi được 4 ngày thôi trong lớp học Clickbank chuyên sâu. Và anh ấy chưa sử dụng hết tất cả những chiến lược mà tôi chia sẻ. Anh ấy cũng bỡ ngỡ và chưa bao giờ biết về Clickbank trước đấy, cũng chưa biết về Internet Marketing. Thì anh ấy chỉ chia học từ những cái gì mà tôi dạy anh thôi. Thì cái ngày thứ tư thôi anh đã ra được đơn hàng đầu tiên rồi các bạn. Đó, từ chiến lược là Instagram. Ok. Và trong những video tiếp theo thì tôi sẽ cùng đồng hành với các bạn, và tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn, tôi nói về những chiến lược, những kênh traffic, những cái cách làm sao đó để tôi quảng bá, tôi bán cái sản phẩm Clickbank và tạo được đơn hàng ở trên này. Và hãy theo dõi cái kênh YouTube của tôi, và nếu như bạn quan tâm về cái hành trình để làm sao tạo được 500 đô một ngày trên Internet từ Clickbank, từ Affiliate Marketing, thì comment phía bên dưới là tôi tham gia hành trình 500 đô một ngày cùng với cả Sơn. Đó, thì hãy comment phía bên dưới, đâu nào. Thì có nhiều người bạn cũng nói với tôi rằng là anh Sơn đã tạo ra group đi, thì có thể là tôi cũng đang cân nhắc để thời gian tới được sắp xếp để tạo ra một cái group để các bạn có thể tham gia vào trong cái group này, để chúng ta có thể sinh hoạt vào trong đó và trao đổi với nhau về Clickbank, về Affiliate Marketing. Và bên cạnh đó thì tôi cũng chia sẻ những cái bài học và những cái cập nhật ở trong đó. Ok, và nếu như bạn đã quan tâm tới cái video này và thấy nó thực sự hữu ích thì hãy bấm vào nút like video này và đừng quên bấm vào subscribe kênh YouTube để được nhận những video mới nhất trong thời gian tới của tôi nha. Ok, và chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.